đây là ngã ba Gò Đen nha bà con. Đây là cổng chào của xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Thì Văn Thanh đang đứng ở đây là quốc lộ 1A nè, đường này đi lên Bình Chánh 5 cây số, còn nếu mà rẽ theo cái đường này là đường 835. 835 này đi lên cầu Long Khê, đi về Cần Đước, dưới Cần Duộc ở dưới á. Đi hướng này thì mình đi về chợ Bến Lức nè, còn đi hướng này về chợ Bình Chánh 5 cây. Hướng này mình đi vô chợ Gò Đen. Văn Thanh đi quay lại cái nền này là lô gốc luôn. Trước đó chủ báo là gần 3 tỷ 9, bây giờ chủ báo 3 tỷ rưỡi, đang kẹt tiền nha bà con, bớt gần 400 triệu luôn á bà con. Ở đây là Ủy ban Nhân dân xã Phước Lợi. Mình đang ở xã Phước Lợi nhưng mà mình đi lấy cái nền này nó cặp bên Phước Lợi luôn. Thì nó nằm ở bên kia là xã Mỹ Yên, khu dân cư xã Mỹ Yên. Trước Tết chủ gửi Văn Thanh là 18 triệu một mét vuông. Là đất này là 216 mét, Văn Thanh nhân ra cũng gần 3 tỷ 9 đó. Bây giờ chủ mới báo lại là 3 tỷ rưỡi, là tiền thuế tiền giấy tờ là bên mua chịu hết, là chủ người ta thu về đúng 3 tỷ rưỡi, không lo giấy tờ, bên nào mua thì bên đó tự bỏ tiền ra làm giấy tờ nha bà con, là đúng 3 tỷ rưỡi đó. Mình rẽ vô đây là khu chợ Gò Đen nè. Còn chạy thẳng vài đi lên cầu Long Khê, đi về Cần Đước, Cần Duộc. Đường này là đường số 1 của khu dân cư chợ Gò Đen. Thì đất mắc lắm nha bà con. Mấy cái nhà này bây giờ người ta kêu gần 7 tỷ, 6 tỷ, 7 tỷ không? Mấy cái nhà này mặt tiền năm 20. Đường này là đường chánh của khu chợ Gò Đen đó. Còn mấy cái nền bên đây nè, năm 20 nè. Mấy nền bên đây bây giờ mà kiếm khoảng 5 tỷ là kiếm không ra đó. Mấy nền này có người đặt hàng 5 tỷ một nền họ không kiếm được. Đây mình đi ngang chợ Gò Đen nè bà con. Đó, ở đây là chợ Gò Đen. Thì chợ Gò Đen thì nó cũng có khu dân cư trong đây. Mình hết con đường này thì mình qua khu dân cư bên kia là khu dân cư Mỹ Yên nha. Mình đang ở khu dân cư Gò Đen, mình qua khu dân cư Mỹ Yên. Ở đây là trường cấp 3 Gò Đen đây. Qua trường cấp 3 Gò Đen khoảng chừng 200 mét là tới cái nền của mình rồi. Đây là khu dân cư Mỹ Yên. Đất nha, từ trong tường này bỏ ra 4 mét đất, còn lại là đất của mình. Đó sổ nè bà con, nha. Đây, sổ nằm đây. Mặt tiền đây, từ đây nè ra 4 mét là đất của người ta nè, đó là cái nhà nằm đây. Bên đây cái nhà nằm bên đây. Nhà nằm đây 4 mét. Còn đây đất của mình. 216 mét vuông ha.
kêu 3,5 triệu là giấy tờ là bên bên mua tự lo luôn á, giấy tờ thế má bên mua tự lo cũng 3,5 triệu luôn. Đây đây một mặt tiền, rồi đây một mặt tiền, đường này là đường số 1 luôn á, đây đi thẳng qua đó là 835B đi về ngã tư Phước Lý đó. Rồi Văn Thanh để lại số điện thoại nha bà con, 078078 nha, 666 8368 078 666 8368.